Ủa thì ngon thật luôn này. Đó cái này cho nằm đây sao định kia rồi thôi. Mà để đây không đẹp mà, để đây không đẹp. Nhưng mà nó không có cái khác hơn mà nó được. Đang vui rồi tình tỉnh rồi ở ra chiều. Ủa cái này anh chứng nghĩa để em cho tôi để đặt được anh. Ừ. Hi everyone, so today is An Thuận and Chi Hạnh's wedding 40th year anniversary. So I'm just going to show you how to decorate balloons. So em xin chúc mừng An Thuận và Chi Hạnh 40 năm ngày cưới nhé. Và em sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao mà mình có thể trang trí đơn giản. Kelly không phải là professional, chỉ là làm cho hội bé The Future for Kids cả chục năm nay, cho nên rút kinh nghiệm và nên biết làm thôi. Cho nên chia sẻ với các bạn để ai muốn làm trang trí cho sự kiện của mình thì có thể biết một chút xíu ha. Rồi, đây, cái này mình mua là clear để mà mình làm. Cái này nè các bạn. Thì một cái này nó có hai, một cái này nó có hai cái bong bóng là put it inside. Difficult to put in just because it's very sticky, but just try to put it in somehow, okay? Be careful you don't rip the
clear balloon. Okay, so once you get that in, take this out. Now you're going to pump the balloons like this. So make sure you hold the balloon bulb right here, so the air can go in there. With the red one, okay. Now you're gonna put that, hold that tight aside, so it doesn't come out the air, and then put this into the clear one like this, and then pop. Until you see it hard like this. So when you feel it and it's like a stiff like that, then it's good. Don't blow it too much because it's gonna pop. Okay, once you're done, hold this. Okay, hold this. Wrap around your two fingers like this. Okay, put it in between. Pull this through. And that's how you do this. Who's the main person? And that's how you do that. Hôm nay chị Hạnh love red, pink, and light pink with white. Okay, bây giờ Curly chỉ các bạn bơm bong bóng nha. Một điện thoại. Thank you.
Thường thường á, khi mình mà anh lấy cái phòng này á là biết sao gì không? Cái keo này lên. Nó bị cay nó đau nó che được không, nó rút được á. Cái móc cái hàng nữa mình giấu cái thằng này nè, mình móc cái thằng này nè, thì nó nằm mất, nó nằm cao lên mà nó lấy xuống đó. Rồi mình bọc thằng này, bọc thằng này mà nó cao qua khỏi đầu của cái người cao nhất. Nhưng sao bây giờ mình thấy là 2 thước chính mấy lần này nữa. Sao nó lên nhà nó không ấy, bây giờ còn lấy rồi như thế nào? Không có không ai, không có ai chạy nó thế. Mệt không mệt? Cũng không mệt nha.
lắm, dũng lắm. Mà cái nhìn đó là rất là thấp, nó có 13 tầng, có 12 tầng, không bao giờ, không có cho lộ 4 đó. Okay, các bạn bơm 5 cái bong bóng to, 5 cái bong bóng vừa và 1-2 cái bong bóng giữa ha. Thì á, cái này là mình sẽ làm cái hoa. Đó, mình để thành 5 lá như vậy các bạn. Okay. Kelly làm video này để sau này nếu mà Kelly không còn ở đây nữa thì mọi người sẽ thấy được cái quá trình làm như thế nào, và mong rằng những chia sẻ này sẽ giúp ích được cho các bạn. Nếu các bạn có làm những video này thì Kelly không ngoài mục đích chia sẻ, vì Kelly muốn là tiếng nói để chống tệ nạn buôn người và lạm dụng tình dục trẻ em. Cho nên tất cả những video Kelly làm đều là có một cái mission để raise awareness. Cho nên các bạn nào mà sau này có coi cái này và có dùng cái này thì xin các bạn cũng truyền cái thông điệp này nhé. Rồi, bây giờ mình để vào. Ok, 5 cái, đây. Mình cho 5 cái vào luôn. Cái này. Nó bị hai lần. Thường cái này á làm phải để dưới đất nó dễ hơn, nhưng mà Kelly làm một cái để cho các bạn xem. Rồi mình để một cái đằng sau. Các bạn thấy không? Thì cái này là nó là cái hoa để mà mình làm bong bóng á, là điều quan trọng là không sợ bong bóng bể nhé. Mình cứ mạnh dạn mà mình bóp nó và mình nấn nó. Đây, cái hoa đằng trước, cái này là cái hoa đằng sau, còn cái này á là mình sẽ để nó vào. Trang trí. Rồi Kelly sẽ cột hai cái này lại. Cái này mình làm bằng dây với các bạn. Đó, như thế này nè. Rồi ít nữa mình sẽ làm thêm hai cái tòn tay ở dưới này cho nó dễ thương. Gần hơn để các bạn thấy Kelly đang bơm bong bóng. Đây. Thì đây là cái đầu bơm.
cho nó đều với nhau các bạn. Nếu mà làm nó không đều á thì nó sẽ không đẹp. Rồi khi làm xong mình lấy hạt cái nó sẽ tạo như thế này. Dâu hôm nay chị Hạnh đây nè, đó chị Hạnh là người mà các bạn thấy móc những con thú nhà bông cho theo thì bán gây quỹ đó, là chị đây hôm nay chị với anh Thuận kỷ niệm 40 năm, cái đó là còn lớn hơn em đó, em mới có 39 mà chị. Dạ, nhưng mà nhìn chị rất là trẻ và đẹp thấy chưa các bạn. Đó rồi, chị muốn phụ đúng không? Em tập chị làm đi, mai mốt không có em thì chị làm nha. Rồi đây. Ok chị. Ha. Rồi. Đây. Bây giờ chị cho em biết là chị muốn nó trang trí như thế nào đi. Chị muốn để đâu? Em không cần chị phụ làm, em chỉ cần chị phụ cho em biết là chị muốn nó như thế nào. Trời ơi, mấy người chị giỏi quá đi em. Chị muốn nó thì đó.
thì làm ví dụ như mình làm một cái nhưng mà có cái gì để gắn không không đâu có gì hả, thì mình phải gắn sát tường hả? Đúng rồi, mình phải gắn sát tường, nhưng mà chị muốn nó nằm ở đâu hay là nếu mà sát tường thì nó nằm đây, nằm đây đi. Tại hồi nãy chị gọi em là có cái chị đó, chị mua cho chị số 40 rồi. Có rồi, chị đi, chị mua rồi, chị đi về nhà chị rồi chị mới đem đây. Thì okay, cái ra em chữa đó chị đánh sao cũng được. Ok ha. Rồi. Như vậy thì em được em ơi đây. Là gì nè? Ăn chút. Thôi em muốn đó. Để ăn chút đi cho nên ăn chút chị cái gì quá. Cái này nó không có trả tiền nha em đâu. Câu trung thu à, dễ thương quá vậy. Ừ, bánh rau câu trung thu. Nhớ nhắc nha. Để hai lời chị quên đó, chị quên đó. Ok chị. Rồi bây giờ chị đi trang điểm đi. Thôi, để chị coi cái chị phụ em, để chị phụ. Chị phụ em mà chị trang điểm đi rồi xong rồi lát nữa em làm tóc cho chị sao? Chứ nếu không là để giờ cuối là không kịp. Dạ thì em cứ làm trang điểm hồi làm sao? Cái đó. Cái làm gì? Làm gì vậy phụ chắc? Ok, chị có ribbon không? Lấy chị bấy cho em ribbon đi. Ribbon ở đâu? Bởi em hỏi chị có ribbon không? Chị có nơ hay là chị có đồ trang trí gì hay không? Chị đâu có gì đâu. Có nghĩa là không, ok. Chị không có gì hết á. Rồi đây, như vậy á. Ừ. Đây, em bơm xong ha. Ừ. Thế chị còn. Allergy con mắt cũng ngứa chịu không nổi luôn. Đúng rồi, trong người con bé khó chịu lắm kìa, chưa nhỏ quá. Và cái màu trắng này vô cái màu đỏ nó đẹp quá ha. Đúng rồi, thì chị nói chị muốn pha màu hồng với màu trắng đúng không? Thì mình làm nè. À đó, tại vì chị cột hai cái lại nhau đúng không? Đánh đau tay giảm lên mà tại hồi đó chị nói đặt đồ ăn đi, không làm hết trơn á, từ đầu tới đuôi cũng làm hết trơn đó. Tội nghiệp không? Thì thôi ảnh đam mê mà, tiệc của ảnh thì ảnh đứng đại, đó cũng là cái lòng yêu mến khách mà. Cái là để mốt ngày 500 cho dễ thương không? Cái chị nói để chiều nay đó
Để chiều nay cũng như kỳ cho nó hang thì à, nó sẽ lên là nó cho chị giống như là để người ta biết tại vì chị nói À, em có bút cái gì khỏe. Festival Tết chưa? Rồi. Mấy? À, 10. Chị nghĩ tôi đưa màu hồng được rồi, thêm màu hồng nhạt với trắng như là được rồi. Không, tại vì đó xong nó nhìn như thế này nè. Nó là cái hoa. Ok. Vậy nó không, cho nên em cho ba màu lớp luôn. À, ok. Đó, cho nên khi mà mình treo nó lên á, à, nó nghĩ đẹp. À, ok. Cho nên nó phải có ba màu. Ok, rồi. Hiểu rồi. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Ok, rồi. Rồi. Chị có cái cầu thang không? Hả? Chị có thể hỏi anh Tiến có cái cầu thang để em đứng em treo lên không? Chắc có. Nếu mà có chị đi, chị kiếm cho mẹ mấy cái đó đi. Tại vì đây không phải chỗ của em cho nên em không biết là đồ như thế nào. Ok. Đó, chị giúp em, chị kiếm cái đó đi. Chắc khoảng 5-6-7 cái này. Thì sau khi làm xong thì Kelly sẽ livestream tiếp nha. Là tại vì nếu không á là sẽ Kelly sẽ bị hết data, không livestream được nữa. Cho nên ok các bạn, chút nữa Kelly trở lại nha. Bye bye.